đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đỗ Thị Hà mắc lỗi trời ơi trong đêm chung kết Miss World Việt Nam. Fan nhanh chóng giải cứu. Những sự cố trời ơi trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 vẫn đang là chủ đề nóng được cư dân mạng quan tâm. Theo đó, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và màn trao sách ngược cho thí sinh Đặng Thị Kim Thoa với danh hiệu Người đẹp áo dài là một trong số những sự cố tại đêm chung kết. Trong phần trao giải thưởng của mình, nàng hậu xứ Thanh khá thuần thục với các bước cơ bản đeo sát, trao hoa và kỷ niệm chương từ ban tổ chức. Câu chuyện sẽ không dở khóc dở cười nếu chiếc sát mà Đỗ Thị Hà trao cho người đẹp Đặng Thị Kim Thoa không bị khán giả phát hiện đang ngược so với thứ tự đúng. Trong khi danh hiệu của các giải thưởng khác đều đọc được theo thứ tự từ trên xuống dưới, thì giải sát của Kim Thoa theo chiều ngược lại. Rất nhiều khán giả cho rằng Đỗ Thị Hà đích thị là cô bé hậu đậu như cái tên bé đậu mà fan đặt cho vì pha đeo sát không thể hài hước hơn. Bởi sau đêm chung kết, gần như hình ảnh về màn trao giải này của Đỗ Thị Hà lẫn người đẹp nhận giải Đặng Thị Kim Thoa đều bị giấu biệt. Thế nhưng đoạn khách video trao giải này đã được netizen chia sẻ và bình luận nhiệt tình trên mạng xã hội. Trên kênh TikTok chuyên về sao, đoạn khách phần trao giải của Đỗ Thị Hà đã nhận hơn 400.000 lượt xem và gần 200 bình luận. Nội dung những đánh giá này cũng tạo những tranh luận trái chiều. Một số tỏ ra ngán ngẩm với sự cố vụn về của Đỗ Thị Hà. Số khác lại tỏ ra cảm thông vì đây là lần đầu tiên nàng hậu được giao trọng trách lớn như vậy trên sóng trực tiếp. Cũng có không ít khán giả tinh mắt đã nhanh chóng phát hiện ra thủ phạm tạo ra tình huống trớ trêu này. Theo đó, giải sách danh hiệu Người đẹp áo dài này đã bị in ngược và phần lỗi này thuộc về ban tổ chức chứ không phải Đỗ Thị Hà như nhận định trước đó. Quả thật, khi so kỹ giải sát của Kim Thoa và so sánh với các người đẹp còn lại, dễ dàng nhận thấy dòng chữ ghi danh hiệu đã bị đảo ngược chiều. Cho dù Đỗ Thị Hà có nhận ra và cố gắng điều chỉnh, đeo trái hay phải cũng sẽ không thể nào che lấp được sai sót từ khâu in ấn của ban tổ chức cuộc thi. Mặc dù đây chỉ xem là lỗi sai nhỏ của ban tổ chức, nhưng lại là trải nghiệm buồn đối với người đẹp Đặng Thị Kim Thoa, bởi toàn bộ hình ảnh của phần trao giải này gần như bị kiểm duyệt gắt. Cùng với hạt sạn nhỏ xíu là giải sát ngược, ban tổ chức Miss World Việt Nam 2022 cũng nhận nhiều gạch đá cho những hạt sạn lớn như Lương Thùy Linh chiếm sóng, MC dẫn thoại ngây ngô, sử dụng artwork không xin phép, vẫn được netizen nhiệt tình mổ xẻ dù chương trình đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.